Xóa nền xanh trên ứng dụng CapCut nhưng mà xóa không sạch. Video này sẽ giúp bạn khắc phục cái vấn đề này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở CapCut lên ha. Các bạn chọn dự án mới nè. Chọn video có nền xanh ha. Rồi chọn thêm. Tiếp tục các bạn ấn vào video nè. Rồi chọn là cắt ảnh. Chọn là xóa nền. Tiếp tục nhấn vào dấu tích ha. Rồi bây giờ mình nhấn nhẹ để mình kiểm tra cái video nha các bạn. Đó. Đây là còn những cái nền xanh nha các bạn. Rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào cái video nè. Rồi các bạn chọn cái tùy chỉnh nha các bạn. Rồi nhấn vào tùy chỉnh. Ở đây thì các bạn chọn cho mình là HSL nè. Ở đây thì các bạn chọn là màu xanh lá cho mình ha. Các bạn xóa nền gì thì mình chọn cái nền đó. Rồi cái độ bảo hòa thì các bạn kéo về không như mình. Nhấn lại cái mũi tên lùi lại nè. Rồi nhấn vào dấu tích. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiểm tra nha các bạn. Đây, những cái nền xanh đã không còn nữa nha các bạn ơi. Nó rất là đơn giản luôn ha. Phạm Tâm chia sẻ hết mình, nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.